Nga kiểm soát toàn bộ khu Kanan ở Chasovka, các đường tiếp vận của Ukraine ở Volchan. Nga giáng đòn xóa sổ loạt chiến đấu cơ Su-27 tại căn cứ Ukraine. Thủ tướng Hungary thúc giục Ukraine xem xét ngừng bắn trước khi đàm phán hòa bình. Nga lên tiếng về chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới trên khắp các mặt trận. Theo kênh Military Summary đưa tin, ngày 2 tháng 7 ở Volchan thuộc mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow vẫn đang trụ vững tại nhà máy tổng hợp và các tòa nhà cao tầng đầu tiên của thành cổ, như đã được xác nhận bởi những video định vị địa lý. Một quả bom MAB-3000 khác đánh trúng mục tiêu Ukraine tại Stary Santip và có vẻ như Nga đã giải quyết được vấn đề về độ chính xác. Tại Chasovka, sau nhiều ngày tấn công dữ dội, lực lượng Moscow đã giành được toàn bộ tiểu khu Kanan, biến nơi đây trở thành bàn đạp hoàn hảo để tiến vào trung tâm thành phố. Ở phía bắc Budanivka, quân đội Nga tiến khoảng 2 km về phía bắc. Khu vực hoạt động tích cực nhất hiện nay là Avdiivka. Lực lượng của họ phát triển thêm được 2 km dọc theo một số đoạn tiền duyên qua cánh đồng. Theo báo cáo, Zhanoprodivka đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Kênh Ritovka cho biết, gần Volchan, lực lượng Moscow đã kiểm soát một đầu cầu mà từ đó họ có thể cắt nguồn cung cấp cho nhóm quân Ukraine trong thành phố. Cụ thể, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại Volchan. Lực lượng Kiev vẫn nuôi hy vọng cải thiện vị thế của mình thông qua các cuộc phản công. Ở phía đông thành phố, họ cũng đang cố gắng tìm ra những điểm yếu của hàng phòng ngự Nga. Tuy nhiên, chính việc tăng cường lực lượng dự bị cho chiến trường đã gây ra hậu quả. Quân đội Ukraine đã để lộ sườn phía tây Volchan. Lực lượng Moscow đã lợi dụng điều này và sau khi vượt qua Seversky Donetsk đã kiểm soát đầu cầu đối diện làng Prilipka. Sự nguy hiểm đối với Kiev là cách Prilipka không xa có làng Vincha, một điểm cung cấp đạn dược chính cho nhóm quân Ukraine ở trong nội thành Volchan. Hơn nữa, nếu quân đội Nga tiến đến khu định cư này, thì lực lượng đối phương ở nội đô sẽ bị bao vây hoặc thất thủ do nguồn cung cấp hoàn toàn bị gián đoạn. Theo kênh Riba, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu ở Kharkov, đồng thời tập kích sân bay ở Poltava bằng tên lửa đạn đạo Iskander, phá hủy một trực thăng Mi-24 của không quân Ukraine. Ngược lại, Kiev một lần nữa cố gắng tấn công Crimea. Theo hướng Sivers, có các cuộc đụng độ ở trung tâm Spodny cũng như phía bắc khu định cư. Tại mặt trận Bakhmut, Artemovsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát một tòa nhà cao tầng nằm trên phố Kosev Vogo 8, nắm quyền kiểm soát toàn bộ tiểu khu Kanan ở Chasovka. Trên trục Oleksandro Kalinovo, quân đội Nga tiến về vùng ngoại ô phía đông Kirovo, giành các vị trí mới trong phố Zalinikna. Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát của họ trên các cánh đồng phía tây bắc Novobobrovsky, đồng thời bắt đầu tiến hành các trận chiến giành khu vực kiên cố lớn ở phía nam Sukin. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, vào khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 7, các xuồng không người lái USV đã tấn công thành phố Novorossiysk của Nga. Chính quyền địa phương đang yêu cầu người dân không đến gần cửa sổ và tìm nơi trú ẩn trong căn phòng có cửa sổ không nhìn ra biển hoặc ở những căn phòng không có cửa sổ và có tường kiên cố. Trước đó, thị trưởng Novorossiysk Andrei Kravchenko đã cảnh báo nguy cơ bị USV tấn công. Các con đường gần bờ kè đã bị phong tỏa và tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi. Người dân địa phương báo cáo về âm thanh của vụ nổ. Được biết, có một căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen của Nga ở Novorossiysk. Theo Kiev Independent đưa tin, ngày 2 tháng 7, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Umitschuk cho biết lực lượng này đã tấn công một kho đạn Nga ở Crimea vào ngày 1 tháng 7. Tướng Mitschuk viết trên Telegram, một lần nữa, máy bay Ukraine tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến đấu, tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các vị trí, đồng thời loại bỏ các cơ sở quân sự quan trọng ở hậu phương sâu của Nga. Tuyên bố của ông Oleschuk được đưa ra sau tin tức về vụ nổ ngày 1 tháng 7 tại Balaklava, một quận trực thuộc Sevastopol. Thị trưởng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Ravohayev tuyên bố rằng lực lượng phòng không đang hoạt động. Ông Ravohayev cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, 5 mục tiêu trên không đã bị phá hủy gần Balaklava. Những mảnh vỡ rơi xuống vùng ven biển, không có thương vong nào được báo cáo. Kênh Crimean Wind đã chia sẻ một bức ảnh được người dân địa phương chụp cho thấy một cột khói cao xuất hiện trên bầu trời Balaklava,
có lẽ là gần một nhà máy nhiệt điện địa phương. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở khu vực mũi Fiolen. Tướng Oletschuk không nói rõ kho đạn bị tấn công ở khu vực nào. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea và khu vực lân cận, làm suy yếu nghiêm trọng hạm đội Biển Đen của Nga. Trong hai tháng qua, lực lượng Ukraine đã tấn công khoảng 15 hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Theo Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính tới 22 giờ ngày 2 tháng 7 cho biết, lữ đoàn cơ giới độc lập 110 mang tên Thiếu tướng Mark Berukko đã chiến đấu hiệu quả, gây tổn thất đáng kể về nhân lực cho đối phương. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ tiếp tục kiên quyết chống lại nỗ lực tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine của đối phương và đang chỉ đạo nỗ lực ngăn chặn các mũi tấn công của quân đội Nga. Kể từ đầu ngày, đã có 136 cuộc đụng độ, đối phương đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực và hỗ trợ của không quân. Trong ngày, họ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 41 cuộc không kích với 58 quả bom KAB cùng 457 UAV và thực hiện gần 3.000 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Trên hướng Kharkov, với sự hỗ trợ của không quân, lực lượng Moscow đã 6 lần xông vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Volchan và Glubokoe. Trận chiến ở Volchan vẫn đang tiếp diễn, tình hình đã được kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kubian, Liman, Seversky, Kramato, Kurakhovsky và Dnieper. Tình hình ở hướng Torez rất căng thẳng. Quân đội Nga đã tấn công 24 lần, 15 cuộc đụng độ đã kết thúc. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục ở 9 địa điểm nữa. Báo cáo cho hay, đối phương đang tấn công mạnh vào quân phòng thủ Ukraine theo hướng Bokrov. Tại đây, họ đã tăng cường nỗ lực với tổng cộng 43 đợt xung phong. Nga tiếp tục hoạt động mạnh quanh khu vực Ocheretino. Họ đang cố gắng thâm nhập vào đội hình chiến đấu của chúng tôi theo các hướng khác nhau. Ukraine đã đẩy lùi 31 cuộc tấn công, 12 cuộc đụng độ khác vẫn đang tiếp diễn. Moscow đang tổn thất rất nhiều nhân lực. Lực lượng Kiev đã hạ gục và làm bị thương hơn 350 binh sĩ đối phương. Ít nhất 11 khẩu pháo và súng cối cũng bị phá hủy và hư hỏng. UAV Nga liên tục quần thảo trên căn cứ Mykolaiv của Ukraine mà không bị cản trở, giúp hiệu chỉnh đòn tấn công vào hàng loạt tiêm kích Su-27. Ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kỹ vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga đã thực hiện đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào khu vực tập trung máy bay không quân Ukraine. Dữ liệu giám sát hiện trường xác nhận đòn tập kích đã phá hủy 5 chiếc Su-27 trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và làm hư hại thêm 2 phi cơ đang sửa chữa. Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông Nga công bố video từ máy bay không người lái UAV cho thấy tên lửa Iskander mang đầu đạn chùm và nổ mạnh tấn công bại độ tại sân bay quân sự Mykolaiv ở tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, khiến nhiều tiêm kích Su-27 bốc cháy hôm 1 tháng 7. Thư ký báo chí Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat xác nhận đòn tập kích của Nga đã gây thiệt hại nhưng không nghiêm trọng như đối phương tuyên bố. Căn cứ Mykolaiv là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Địa điểm này từng nhiều lần bị Nga tập kích dữ dội suốt một năm qua, gây thiệt hại nặng về khí tài và hạ tầng. Trang tin Rusvetna của Nga đăng bài viết tiết lộ một số thông tin như các UAV trinh sát tầm cao nước này đã giám sát hoạt động ở sân bay Mykolaiv suốt nhiều ngày, cho đến khi phát hiện lượng lớn tiêm kích Su-27 được tập kết về đây. Trang tin này cho hay, dữ liệu được chuyển tới đơn vị tên lửa và các quả đạn Iskander-M rời bệ phóng không lâu sau đó. Cuộc tấn công dường như diễn ra theo nhiều đợt, mở đầu là đòn đánh nhằm vào khu nhà sửa chữa máy bay. Bài viết có đoạn, sau khi đòn mở đầu phá hủy nhiều mục tiêu, binh sĩ Ukraine vội vã sơ tán những chiếc Su-27 còn lại ra bãi độ trống trải. Tất cả đều bị UAV phát hiện và chỉ điểm cho đòn đánh bồi bằng tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm. Các tài khoản ủng hộ quân đội Ukraine nói rằng UAV Nga xuất hiện trên bầu trời căn cứ Mykolaiv lúc 11:15, trước khi loạt tên lửa đầu tiên lao xuống lúc 11:35 và 12 giờ. Đòn đánh bồi bằng tên lửa đạn đạo Iskander từ bán đảo Crimea diễn ra lúc 15:38 và 15:48. Sân bay bị tập kích nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, nhưng UAV Nga vẫn liên tục quần thảo mà không có dấu hiệu bị ngăn chặn. Nhà hoạt động Sekhi Sternenko có 1,5 triệu lượt theo dõi trên YouTube và đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phát triển UAV của Ukraine, đã bày tỏ phẫn nộ với tình trạng phi cơ trinh sát Nga quần thảo suốt nhiều giờ mà không được ngăn chặn. Nhà hoạt động Sternenko nói, căn cứ Mykolaiv đã bị tập kích với quy mô tương tự ít nhất 2 lần chỉ trong 2 tuần qua. Họ cũng nhận được thông tin về sự xuất hiện của UAV Nga từ trước, nhưng không tiến hành biện pháp đề phòng nào.
Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong phòng thủ, cũng như tình trạng thiếu thốn nhà chứa kiên cố để bảo vệ máy bay và khan hiếm nhân lực do binh sĩ bị điều động sang bộ binh. Giới chuyên gia quân sự phương Tây đề cập đến khả năng một số tiêm kích Su-27 đã hư hỏng hoặc chỉ là mô hình, nhưng nhấn mạnh rằng UAV Nga hoạt động rất nhiều giờ ở khu vực cách tiền tuyến hơn 150 km. Liên tục chỉ điểm mục tiêu theo thời gian thực là điều rất đáng lo ngại với quân đội Ukraine. Cây bút Hotwood Atman viết trên chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ, vấn đề che chắn phi cơ và ngăn chặn UAV đối phương hoạt động trên sân bay sẽ ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Ukraine sắp tiếp nhận hàng chục tiêm kích F-16 từ phương Tây, vì chúng sẽ là mục tiêu hàng đầu trong những đòn tập kích của Nga. Trong chuyến thăm Kiev lần đầu tiên sau một thập kỷ, ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn để đẩy nhanh tiến trình chấm dứt xung đột với Nga. Thủ tướng Hungary thường chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và là người có mối quan hệ nồng nhiệt nhất trong số các lãnh đạo của Liên minh châu Âu-EU với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Orbán cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của Kiev nhằm thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của Tổng thống Zelensky tại Hội nghị Hòa bình Ukraine, được tổ chức ở Thụy Sĩ hồi tháng 6 vừa qua, cũng như mục tiêu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào cuối năm nay, ông Orbán phát biểu trước báo giới. Tôi đã đề nghị ngài Tổng thống xem xét liệu chúng ta có thể đảo ngược trật tự, đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện một lệnh ngừng bắn trước. Thủ tướng Hungary nói thêm, một lệnh ngừng bắn với thời hạn nhất định sẽ tạo cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã thảo luận khả năng này với ngài Tổng thống và tôi biết ơn vì những câu trả lời và đàm phán trung thực của ông ấy. Ngay sau phát biểu của ông Orbán, Cố vấn Chính sách Đối ngoại Ihor Jokva của Tổng thống Ukraine trên truyền hình cho biết đây không phải là lần đầu tiên lệnh ngừng bắn được đề xuất và Tổng thống Zelensky đã đáp lại ông Orbán bằng lập trường đã công khai của ông. Ông Jokva không nói chi tiết, nhưng các quan chức Kiev thường nói rằng Nga sẽ tận dụng bất kỳ khoảng đình chiến nào nhằm tập hợp lực lượng và tăng cường sức mạnh cho một cuộc tấn công khác, thậm chí lớn hơn nhắm vào Ukraine. Sau cuộc hội đàm với ông Orbán, ông Zelensky cũng đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận hợp tác song phương rộng giữa Ukraine và Hungary. Ông Zelensky phát biểu, nội dung cuộc đối thoại về mọi vấn đề của chúng ta có thể trở thành nền tảng cho một văn kiện song phương giữa hai quốc gia. Một quan hệ sẽ điều chỉnh tất cả các mối quan hệ chung giữa hai nước. Hoan nghênh những bình luận của Zelensky, ông Orbán cho biết Hungary muốn giúp đỡ hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine. Theo hãng tin Reuters, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Ukraine và Hungary trở nên căng thẳng sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, Budapest thường phản đối các nỗ lực hỗ trợ Kiev của EU. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Orbán đã làm các đối tác phương Tây không hài lòng khi tổ chức các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hungary cũng nhiều lần cáo buộc Ukraine hạn chế quyền của khoảng 150.000 người sắc tộc Hungary sống ở vùng viễn Tây Ukraine. Trong khi đó, Ukraine muốn đảm bảo sự ủng hộ của Hungary vì nước này phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính và quân sự từ 27 thành viên EU, và khối này cần có sự nhất trí tuyệt đối của các nước thành viên trong một số quyết định. Nga đã lên tiếng sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bất ngờ thăm Ukraine, chuyến thăm đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Theo đó, ngày 2 tháng 7, khi được đề nghị bình luận về chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ chuyến thăm, và có lẽ chúng tôi không có quyền bình luận về vấn đề này," ông nói thêm. Hungary đã đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu và nước này rõ ràng phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng trong trường hợp cụ thể này, trọng tâm sẽ là các nghĩa vụ của Hungary đối với lợi ích của Bruxelles hơn là lợi ích quốc gia của Hungary. Mặt khác, ông Peskov nhấn mạnh, ông Orbán nổi tiếng là một chính trị gia biết cách bảo vệ lợi ích của đất nước một cách khá cứng rắn. Nói về chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Orbán tiết lộ, chuyến đi này nhằm hiểu rõ hơn về cách hỗ trợ chính phủ Ukraine. Thủ tướng Hungary coi cuộc chiến ở Ukraine là vấn đề quan trọng nhất đối với châu Âu hiện nay và tin rằng vấn đề này sẽ tiếp tục như vậy trong 6 tháng Hungary lãnh đạo Hội đồng EU. Ông Orbán nói, mục đích chuyến thăm của tôi là để tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp đỡ Ukraine như thế nào trong 6 tháng tới.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp nhau tại thành phố Warsaw, Ba Lan. Trong bối cảnh tìm cách tăng cường hợp tác trước những thách thức an ninh và bất ổn chính trị ở châu Âu, cuộc gặp trên tổ chức giữa lúc các nước phải đối mặt với những thách thức an ninh liên quan đến xung đột ở Ukraine và môi trường địa chính trị hỗn loạn. Với việc phe cực hữu giành chiến thắng trong vòng bầu cử quốc hội đầu tiên ở Pháp và lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng ông Donald Trump lần nữa giữ chức Tổng thống Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marek Brauda nói với hãng tin Reuters rằng cuộc gặp là sự mở đầu của cuộc trao đổi trên tinh thần quan tâm đến tương lai. Với căng thẳng gia tăng ở biên giới với Belarus và các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và Ukraine thường xuyên, dẫn đến việc máy bay NATO tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phải xuất kích ở Ba Lan. Mối lo ngại về an ninh sẽ là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự ở Warsaw lần này. Một nguồn tin chính phủ Đức khẳng định, an ninh và sự gắn kết của Ba Lan trong NATO là cực kỳ quan trọng đối với Đức. Hôm 1 tháng 7, nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức đưa tin, Berlin sẽ đề xuất gói hỗ trợ bảo vệ biên giới phía đông Ba Lan. Moscow được cho là đã đặt tổ hợp TORM-2 trị giá 25 triệu đô la Mỹ ngay phía trên bãi biển ở thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát trong bối cảnh Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine. Theo đó, phong trào du kích ATES của Ukraine ở Crimea đưa tin trên Telegram rằng họ đã ghi lại được hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn TORM-2 được lắp đặt phía trên một bãi biển địa phương nổi tiếng ở Sevastopol, Crimea do Nga kiểm soát. Kèm theo hình ảnh về tổ hợp TORM-2 được phát hiện, phong trào ATES viết, người Nga đã chọn một địa điểm lý tưởng khác để đặt hệ thống tên lửa phòng không của họ. Lực lượng du kích báo cáo rằng TORM-2 được đặt ngay phía trên bãi biển Sevastopol và lo ngại điều này sẽ gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Lực lượng ATES cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đang nỗ lực phá hủy một cách có hệ thống các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không của Nga ở Crimea, cũng như cầu cách nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga để tiến tới giành lại quyền kiểm soát bán đảo Biển Đen này. Báo cáo của ATES nêu rõ, rất có thể đây là một trong những bức ảnh mới nhất của tổ hợp này. Cuộc đếm ngược đến ngày tàn của tổ hợp này đã bắt đầu. TORM-2 do công ty quốc phòng Nga Amas Antey thiết kế là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn TORM-1. Nó có giá lên tới khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm hàng không Moscow năm 2007, TORM-2 có phạm vi phủ sóng radar được cải thiện và có thể dẫn đường cho tối đa 4 tên lửa cùng lúc. TORM-2 nhắm mục tiêu vào máy bay, trực thăng, máy bay không người lái UAV, tên lửa dẫn đường và các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao khác bay ở độ cao thấp của đối phương. Vào tháng 6 2020, có thông báo rằng TORM-2 đã được cải tiến để bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Việc lắp đặt hệ thống TORM-2 trên bãi biển Sevastopol diễn ra trong bối cảnh bán đảo Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine. Đặc biệt gần đây hôm 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã phóng 5 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Kiev vào Sevastopol, khiến hơn nhiều dân thường thương vong. Lực lượng Nga đã đánh chặn 4 tên lửa Mỹ trong một tên lửa phát nổ trên không, khiến đạn chùm rơi xuống bãi biển gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này vì ATACMS là hệ thống do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Kiev. Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại khoảng 20 tàu của Nga bằng cách áp dụng cải tiến kỹ thuật, thiết bị bay không người lái trên biển SUV. Theo tạp chí Phố Quân, cuộc xung đột Nga-Ukraine có một số mặt trận quan trọng. Một trong số đó là Biển Đen, một phần vì đây là tuyến đường chính để Ukraine vận chuyển hàng hóa qua cảng của mình ở Odessa. Odessa rất quan trọng đối với Kiev vì Ukraine là một quốc gia xuất khẩu và hầu hết hàng xuất khẩu đó theo truyền thống đều được vận chuyển bằng tàu qua Biển Đen và phía Nga đã phong tỏa tuyến đường đó. Chính vì thế, việc Ukraine giải quyết vấn đề này trở nên rất quan trọng. Bởi vì nếu Ukraine không thể xuất khẩu, đặc biệt là ngũ cốc, nông sản, thì nước này sẽ không thể có một nền kinh tế đủ mạnh để duy trì cuộc đối đầu với Nga. Vài tháng sau khi xung đột nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo cơ quan an ninh nước này SBU đưa ra giải pháp cho cuộc phong tỏa. SBU đã thành lập một đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc đáo, và người phụ trách đơn vị này là tướng Ivan Lukashevich. Ông là kiến trúc sư của chương trình SUV của Hải quân Ukraine. Dù có lực lượng hải quân nhỏ hơn,
quân đội Ukraine đã tìm ra chiến lược hiệu quả trên biển. Chìa khóa của họ là SUV. SUV là những chiếc thuyền nhỏ được điều khiển từ xa. Chúng có màu sẫm, nhỏ, lơ lửng giữa các con sóng nên khó phát hiện hơn nhiều. SUV là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm giành lợi thế trước đối thủ lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều. Những gì Ukraine đã làm là tìm ra những loại vũ khí nhỏ rẻ tiền, dễ sản xuất và hiệu quả. Theo một cách nào đó, có thể làm giảm lợi thế đó của Nga. Lợi thế về quy mô nhờ chi phí rẻ, nhanh, linh hoạt, dễ sử dụng và hiệu quả. Về cơ bản, Ukraine phải đối mặt và tạo đột phá vì họ không thể đối đầu trực diện với Hải quân Nga. Cụ thể, Ukraine không có đủ năng lực quân sự để gây tổn thất cho tàu chiến Nga từ xa, nên họ phải sáng tạo, áp dụng các bài học trong lịch sử của Ukraine vào thế kỷ 17, khi người Ukraine đã sử dụng một số lượng lớn thuyền nhỏ, nhanh, linh hoạt để đánh bại lực lượng hải quân hùng mạnh hơn nhiều của đế chế Ottoman. Tờ Kiev Independent cho biết, lực lượng Nga đã chạm trán với một số đối thủ mới ở Biển Đen, đó là kho vũ khí SUV cảm tử của hải quân Ukraine. Vì không có sẵn trên thị trường, quân đội Ukraine đã quyết định tự tạo ra SUV của riêng mình, dựa vào các thành phần có sẵn càng nhiều càng tốt. Về bản chất, SUV cảm tử của hải quân Ukraine có nhiệm vụ đâm vào mục tiêu và phát nổ. Hồi tháng 8 năm ngoái, hải quân Ukraine đã thành lập lữ đoàn SUV chuyên dụng riêng biệt số 385, đơn vị đầu tiên chuyên sử dụng SUV cảm tử của hải quân. Thế nhưng, quá trình phát triển SUV của hải quân Ukraine diễn ra trong thời chiến. Điều này ảnh hưởng đến cả thiết kế cũng như thời gian thử nghiệm chúng. Các giai đoạn thử nghiệm thường mất nhiều năm, thì giờ chỉ mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều tuần để hoàn thành. Các nguyên mẫu được thử nghiệm ngay trên chiến trường, sau đó các sửa đổi được thực hiện và phiên bản tiếp theo được đưa vào chiến đấu. Sự đổi mới diễn ra nhanh chóng và những điều chỉnh đi kèm với mỗi giai đoạn phát triển là rất lớn. Chẳng hạn như, tải trọng chất nổ của SUV phiên bản đầu tiên được gọi là C-Baby đã tăng từ 108 kg lên 850 kg từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2023. Theo người phát ngôn của SBU Artem Dityarenko, hồi tháng 4 năm nay, C-Baby đã được hiện đại hóa để có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000 km, nghĩa là SBU có thể tiếp cận mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên Biển Đen. Giai đoạn tiếp theo là tạo ra một loại phá hủy tàu chiến bằng cách sử dụng đồng loạt nhiều SUV có khả năng khác nhau. Chẳng hạn như một SUV sẽ được trang bị chất nổ, vũ khí và một số có các thiết bị liên quan khác. Kể từ hồi đầu năm nay, thành công của các cuộc tấn công bằng SUV của Hải quân Ukraine đã tăng vọt. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR Kirilo Budanov, lực lượng Ukraine đã sử dụng 6 SUV để đánh chìm tàu hộ tống Ivanovets thuộc hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 2 năm nay. Theo báo cáo, tàu Ivanovets đã bị hư hỏng, không thể phục hồi ở thân tàu. Quân đội Ukraine cũng đã đánh chìm tàu đổ bộ Sesa Kudikov ngoài khơi bờ biển Aluka thuộc Crimea bằng SUV vào tháng 2 năm 2024. Sang đầu tháng 3, tàu Sergei Kotov bị đánh chìm ở eo biển Kerch. Nhìn chung, SUV của Hải quân Ukraine là một trong những yếu tố, cùng với tên lửa và thiết bị bay không người lái trên không, đã hạn chế đáng kể các hoạt động của hạm đội Biển Đen của Nga. Hải quân Nga đã di chuyển hầu hết các tàu của hạm đội từ Sevastopol đến Novorossiysk. Cường độ tuần tra dọc theo hành lang ngũ cốc của Biển Đen đã giảm đáng kể. Ngày 2 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với Channel One, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Arti Alaudinov tuyên bố, ông có thể cảm nhận rằng thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine đang đến gần. Ông Alaudinov nói, chúng tôi dự định kết thúc chiến dịch quân sự trong năm nay. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kết thúc chiến dịch vào mùa thu tới. Tôi đã nói điều này vào năm 2022, 2023 và 2024. Đối thủ của chúng tôi đã có thể cảm nhận được điều này. Theo tướng Nga, các quan chức ở Kiev đã nhận ra rằng xung đột sắp kết thúc. Hồi tháng 6 năm nay, ông Alaudinov tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ hoàn thành vào năm 2024, với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Tướng Alaudinov cho biết, tôi hoàn toàn chắc chắn năm nay sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đánh bại các lực lượng và phương tiện mà lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp lại. Chúng tôi có thể đánh bại họ. Chúng tôi có nguồn lực khá lớn. Tướng Alaudinov cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Ông cam kết sẽ làm mọi cách để đảm bảo chiến dịch quân sự kết thúc vào năm 2024. Theo chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình tác chiến.
quan chức Nga chỉ ra rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã hoạt động với công suất cao trong 2 năm qua. Trước đó, ông Aloudinov cảnh báo bất chấp vũ khí nào do phương Tây cấp cho lực lượng Ukraine cũng không thể đảo ngược tiến trình lịch sử và diễn biến trực tiếp ở tiền tuyến. Ông Aloudinov tuyên bố, Nga sẵn sàng đối phó với tình huống phương Tây cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Nga cho chính quyền Kiev. Tướng Nga cũng tuyên bố sẽ nghiền nát vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh, chỉ cần ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, ông nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã phản hồi rằng, nếu các vị muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 đến 3 tháng. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga, và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác của chúng tôi. Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường xung đột cho Kiev. Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột. Nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga. Ngày 2 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hãng tin Sputnik dẫn lời bà Mao lưu ý thêm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nên suy nghĩ lại về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng thay vì đổ lỗi cho trách nhiệm. Phát biểu trên của người phát ngôn Trung Quốc được cho là nhằm đáp trả các ý kiến của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trên tờ báo Nhật Bản Yomiuri một ngày trước đó. Trước đó, ngày 1 tháng 7, ông Stoltenberg đã cáo buộc Nga đang sản xuất tên lửa và máy bay không người lái với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ Trung Quốc. Lãnh đạo NATO tin điều này khiến Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc khuyến khích xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 5 năm nay, ông Stoltenberg cho rằng Bắc Kinh đang tạo điều kiện để Moscow tham chiến tại Ukraine và khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu phải có sự hiện diện ở châu Á, chứ không chỉ ở Bắc Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO khẳng định cuộc chiến tại Ukraine chứng minh an ninh không mang tính khu vực nhưng mang tính toàn cầu. Quốc gia chính đang tạo điều kiện để Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine ở châu Âu là Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất cho đến nay của Nga, cung cấp cho Moscow các bộ phận quan trọng cho tên lửa, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác. Cho đến nay, Trung Quốc nhất quyết phủ nhận đã hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Bắc Kinh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước bắt nguồn từ tình hữu nghị, hợp tác truyền thống đã có từ lâu, không nhắm vào bên thứ ba nào và luôn tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, độc lập, đôi bên cùng có lợi và luật pháp quốc tế. Mới đây, tạp chí Forbes đã dẫn nguồn tin tức từ quan chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, liên minh quân sự này đang chuẩn bị một loạt biện pháp dài hạn để hỗ trợ cho Ukraine, ngay cả trong kịch bản ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Theo nguồn tin, NATO dường như có kế hoạch đưa một quan chức dân sự cấp cao tới Kiev và thành lập bộ chỉ huy mới ở Đức để phối hợp hỗ trợ quân sự và huấn luyện cho quân đội Ukraine. Hoạt động này có tên gọi hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine, dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 700 nhân viên quân sự Mỹ và các nước khác từ 32 quốc gia thành viên. Nó sẽ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ mà quân đội Mỹ đã thực hiện kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 2 năm trước. Theo tạp chí Phục Quân, kế hoạch này có thể sẽ được công bố vào hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới ở Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng ủng hộ các lực lượng chính trị cánh hữu ở châu Âu ngày càng gia tăng và khả năng cựu Tổng thống Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Nếu những kịch bản này xảy ra, việc các thành viên NATO, trong đó có Mỹ, giảm ủng hộ đối với Ukraine ngày càng có thể trở thành hiện thực. Báo Mỹ nhận định, các sáng kiến mới đã được thảo luận trong vài tháng, nhưng chúng đang trở nên cấp bách hơn sau màn tranh luận gây ra phản ứng trái chiều của Tổng thống Joe Biden vào tuần trước với ông Trump. Ngoài ra, ông Trump nhiều lần phàn nàn về số tiền mà Mỹ đã chi để viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
tuyên bố rằng ông sẽ khiến cuộc chiến khép lại trong 24 giờ nếu đắc cử. Đại sứ Mỹ tại NATO từ năm 2009 đến 2013, ông Ivo Daander nói, lý do lớn cho sự thay đổi là vì ông Trump không có quan điểm hỗ trợ Ukraine quyết liệt. Vì vậy, thay vì để Washington chịu trách nhiệm quản lý việc đào tạo và hỗ trợ cho Ukraine, NATO sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, ngay cả khi Mỹ giảm bớt hoặc rút lại sự hỗ trợ, thì nhiệm vụ giúp đỡ cho Ukraine cũng sẽ không bị loại bỏ. Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Mỹ đều nói rằng những bước đi này sẽ cho phép liên minh phối hợp tốt hơn nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong việc chống lại Nga. Kế hoạch này cũng nhằm mục đích làm cho lực lượng vũ trang của Ukraine ngày càng tiềm cận với lực lượng vũ trang của NATO hơn. Trong hội nghị tuần tới, NATO kỳ vọng rằng các thành viên liên minh sẽ có thể đồng thuận về cam kết tài chính hàng năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù các điều khoản vẫn đang được đàm phán. Trước đó, hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Kay Kellogg và ông Fred Flake đã trình bày với ông một kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông thắng cử Tổng thống. Kế hoạch này bao gồm việc tuyên bố với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Bên cạnh đó, một trong những cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Trung tướng đã nghỉ hưu Kay Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ sẽ cảnh báo Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Washington tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Các cố vấn của ông Trump cho rằng cần nhanh chóng đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nếu ông Trump tái đắc cử. Ông Kellogg nói, chúng tôi sẽ nói với Ukraine rằng các vị cần ngồi vào bàn đàm phán, nếu không Mỹ sẽ cắt viện trợ. Chúng tôi cũng sẽ nói với Nga rằng các vị phải đàm phán, nếu không chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine vũ khí chống lại Nga. Ukraine cho là đã hoàn tất việc thành lập lực lượng tấn công gần biên giới với Belarus. Theo nguồn tin từ Kiev, nhóm tác chiến này có dấu hiệu chiến thuật riêng, đó là một hình tam giác. Theo nhiều bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, có thể thấy xe tăng, máy bay, hệ thống phòng không và các binh sĩ thuộc nhóm tác chiến này. Tuy nhiên, số lượng và thành phần chính xác vẫn chưa được biết. Trước diễn biến trên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Ukraine tăng cường quân đội gần biên giới với Belarus. Ông Peskov nói, Belarus là một quốc gia thuộc nhà nước liên minh và chúng tôi có hình thức đối thoại đặc biệt, thông qua tất cả những cơ cấu liên quan, bao gồm cả lực lượng đặc biệt. Ông Peskov nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng của chúng tôi thường xuyên liên lạc với các phía Belarus. Vì vậy, tất nhiên diễn biến mới gây lo ngại không chỉ cho mình mà còn đối với cả Moscow. Hiện phía Ukraine vẫn chưa bình luận chính thức về thông tin thành lập lực lượng tấn công gần biên giới với Belarus. Mặc dù vậy, trong bối cảnh những diễn biến và căng thẳng gần đây trong khu vực, bước đi trên dĩ nhiên gây ra nhiều sự quan ngại. Các chuyên gia không loại trừ khả năng Kiev có thể đang chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ Belarus để sau đó thu hút lực lượng NATO tham chiến. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại khẳng định Ukraine chỉ tăng cường quân phòng thủ sau khi Nga đưa số lượng lớn phương tiện cơ giới cùng binh sĩ tới lãnh thổ quốc gia đồng minh. Trước đó, hôm 30 tháng 6, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus, Thiếu tướng Pavel Muravenko đã cảnh báo về khả năng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp bị đe dọa tới chủ quyền. Ông Muravenko cho biết, chúng tôi đã học cách vận hành các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Quân đội Belarus có thể tự tin sử dụng loại vũ khí này và chúng tôi sẽ sử dụng nếu chủ quyền và độc lập của đất nước bị đe dọa. Bình luận của ông Muravenko được đưa ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa Belarus và Ukraine đang có nhiều căng thẳng. Gần đây, không quân Belarus đã ghi nhận sự gia tăng đột biến của UAV trinh sát Ukraine tại các khu vực gần biên giới. Tư lệnh lực lượng tên lửa phòng không Belarus, ông Andrei Severinchik nói, trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng nhanh chóng của các chuyến bay do thám bằng UAV bên phía Ukraine. Tình hình tương đối căng thẳng, không phận trên khu vực biên giới liên tục bị xâm phạm. Đồng quan điểm với ông Severinchik, một sĩ quan cấp cao khác của Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Belarus cũng tiết lộ về sự leo thang căng thẳng ở biên giới giáp Ukraine. Sĩ quan Belarus nói thêm, chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về việc Ukraine tập trung quân đội vào vũ khí dọc biên giới. Họ thậm chí còn đưa các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất tới vùng Zhytomyr. Ngày 1 tháng 7, Nga thông báo đã tập kích tàu chở khí tài của lữ đoàn 117 Ukraine ở tỉnh Kharkov, được cho là đã phá hủy nhiều phương tiện do phương Tây chuyển giao. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân chiến thuật, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng đoàn tàu chở vũ khí, thiết bị quân sự và binh lực thuộc lữ đoàn cơ giới số 117 Ukraine khi nó đang bốc dỡ hàng hóa.
lữ đoàn cơ giới số 117 đặt sở chỉ huy tại tỉnh Sumy, giáp với Kharkov, được quân đội Ukraine thành lập hồi tháng 2 năm 2023. Lữ đoàn này là một trong những lực lượng chủ chốt trong nỗ lực ngăn đà tiến của Nga ở đông bắc Ukraine. Cuộc tập kích dường như diễn ra hôm 30 tháng 6 tại tỉnh Kharkov. Truyền thông Nga cũng công bố video từ UAV cho thấy những đoàn tàu chở xe tăng và thiết giáp Ukraine bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander. Tài khoản RV Voenko truyền đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine cho hay, lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện hai đoàn tàu chở thiết bị quân sự, trong đó có xe tăng Leopard do Đức sản xuất, đang trên đường tới tỉnh Kharkov. Các đơn vị đã sử dụng tên lửa Iskander-M để phá hủy hoàn toàn mục tiêu. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Chiến thuật tấn công tiêu hao, chấp nhận tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị, từng giúp Nga chiến thắng trước Ukraine ở nhiều trận chiến giành lãnh thổ, được cho là đã bị chặn đứng ở Volchan, tỉnh Kharkov. Ukraine dường như đang phản công hiệu quả và đang chia cắt quân đội Nga tại Volchan thành từng phần. Theo kỹ Post đưa tin, nhờ được tăng cường sức mạnh nhờ các đợt giao đạn pháo mới của phương Tây và hiệu quả từ các loại máy bay không người lái FPV, bộ binh Ukraine đang đẩy mạnh phản công ở khu vực phía bắc Kharkov và đạt được những thành quả nhỏ nhưng chắc chắn. Các báo cáo hôm 1 tháng 7 cho biết, giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine, cụ thể là xung quanh thị trấn Volchan gần biên giới phía tây của Nga và làng Lysy ở phía đông. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Nga vào bên trong Volchan vào cuối tuần qua đều đã bị lực lượng Ukraine đẩy lùi. Tuyên bố cho biết, tình hình đã được kiểm soát trong hơn một tháng qua. Volchan là tâm điểm tấn công của Nga tại mặt trận mới Kharkov, được Moscow mở ra vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, tính đến nay, các báo cáo hầu như đều nhất trí rằng lực lượng Ukraine đã giành lại được thế chủ động ở Volchan và lực lượng Nga đang ở thế bị động phải phòng thủ dữ dội. Theo một số nguồn tin, với bằng chứng là các video quay bằng máy bay không người lái, cuộc giao tranh gần đây quanh Volchan là một trong những lần hiếm hoi quân đội Nga mất ưu thế hỏa lực áp đảo mà họ vốn đã giành được kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Truyền thông Ukraine đã đưa tin rộng rãi về những trận chiến bộ binh ác liệt đang diễn ra trên khắp Volchan, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra xung quanh nhà máy tổng hợp, một mạng lưới các nhà máy và nhà kho được xây dựng kiên cố ở phía nam thành phố, nơi từ vài chục đến vài trăm binh sĩ Nga đang bị lực lượng Ukraine cô lập và vây chặt. Nỗ lực giải cứu nhóm binh sĩ Nga mắc kẹt ở nhà máy tổng hợp trên được cho là đã thất bại. Hôm ngày 1 tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ cho biết có khả năng lực lượng Ukraine chỉ cần tiến thêm 200 mét nữa là có thể cắt đứt hoàn toàn lực lượng Nga bên trong nhà máy, vốn được nhiều nguồn tin xác định là nhóm lính dù tinh nhuệ thuộc Lữ đoàn Không vận 83 của Moscow. Cuối tuần qua, một đoạn video được cho là do hai thành viên của Trung đoàn Bộ binh Nhảy dù 1009, Lữ đoàn Nhảy dù số 25 của Nga ghi lại và được đăng tải trên kênh Telegram Russia Context, dường như chứng thực cho những nỗ lực bất thành của Nga nhằm tiếp cận những lính dù bị mắc kẹt bên trong nhà máy tổng hợp. Trong video, lính dù Nga Yevgeny Vanletov cho biết anh và em trai Igor đã tham gia cuộc tấn công thất bại ở Volchan trong nỗ lực tiếp cận nhà máy tổng hợp và do đó, đơn vị của họ đã chịu tổn thất nặng nề. Vài ngày trước, quân đội Ukraine cũng đăng tải một cuộc điện đàm bị chặn của người lính Nga và Vanletov thừa nhận rằng cuộc tấn công của Nga vào nhà máy tổng hợp ở Volchan đã hoàn toàn không thành công. Và Vanletov phàn nàn trong cuộc gọi điện thoại bị chặn, mọi người đều bị thương, một số bỏ chạy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, em trai tôi và tôi cũng bị thương, chúng tôi đã tự sơ cứu và chạy trốn trong rừng. Trong bài phát biểu trên một chương trình tin tức quốc gia hôm 19 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Lực lượng Chung của Ukraine tại khu vực Kharkov, Nadia Voloshin cho biết, Lữ đoàn Không vận số 83 của Nga hiện không còn chiến đấu hiệu quả và rằng tinh thần của quân đội Nga cùng các đơn vị khác ở Volchan đang bắt đầu suy giảm. Trong khi đó, từ giữa tháng 6 năm nay, nhờ bắt đầu nhận được đạn bổ sung từ Mỹ và châu Âu, các pháo thủ Ukraine dường như đã có thể tùy ý nhắm bắn vào các mục tiêu Nga. Giờ đây họ đã không còn phải đối mặt với tình trạng phải đếm từng viên đạn và thường phải để các mục tiêu Nga thoát vì thiếu đạn. Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine cũng công bố video về những người điều khiển máy bay không người lái,
có mặt ở khắp mọi nơi hỗ trợ các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh chính xác vào từng tòa nhà nơi binh lính Nga ẩn náu. Các kênh thông tin nguồn mở đưa tin rằng Kiev đã bố trí các đơn vị từ ít nhất 8 lữ đoàn chiến đấu dày dặn kinh nghiệm tới mặt trận Kharkov, đồng thời điều động thêm hàng chục nhóm máy bay không người lái tinh nhuệ từ khắp Ukraine cùng 2 lữ đoàn pháo binh nhằm mục đích để đánh bại chiến thuật tấn công tiêu hao của Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Mỹ Philadelphia Inquirer vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện tỷ lệ thương vong là 4-1, có lợi cho Ukraine, nghĩa là Nga mất 4 binh sĩ thì Ukraine chỉ mất 1, và thậm chí tỷ lệ này còn tăng lên là 6-1 trong các cuộc tấn công gần đây của Nga ở Kharkov và Porov vào các hệ thống phòng thủ mới tối tân của Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố, với hỏa lực đủ mạnh từ các đồng minh, quân phòng thủ Ukraine ở Volchan được cho là hiện không chỉ có thể ngăn chặn quân đội Nga mà còn đẩy lùi họ. Hôm 2 tháng 7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên được cho là đã chuyển việc phát sóng các chương trình truyền hình nhà nước từ vệ tinh Trung Quốc sang vệ tinh Nga. Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Linksat, nhà cung cấp dữ liệu về đài và truyền hình vệ tinh toàn cầu, cho biết kể từ ngày 20 tháng 6, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã truyền các chương trình phát sóng bằng vệ tinh Express 103 của Nga. Trước đó, Triều Tiên sử dụng vệ tinh liên lạc ChinaSat 12 của Trung Quốc, vốn dự kiến có thể hoạt động đến năm 2027. Việc này đã dẫn đến việc hạn chế thu sóng vệ tinh ở một số khu vực của Hàn Quốc. Dù người dân Hàn Quốc bị cấm truy cập vào các phương tiện truyền thông của Triều Tiên, các quan chức Seoul vẫn theo dõi các chương trình phát sóng, thông báo quan trọng của Bình Nhưỡng phát qua vệ tinh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên xích lại gần nhau hơn kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược và tên lửa cho Nga sử dụng ở Ukraine, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ nhận lại sự hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng hôm 19 tháng 6 vừa qua, Nga và Triều Tiên đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung. Các chuyên gia cho rằng, việc chuyển sang sử dụng vệ tinh của Nga có thể là một thử nghiệm khi Triều Tiên đang tìm cách tăng cường năng lực không gian trong nước. Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, ông Jang Mo-jin nói với AFP rằng, đây có thể là một bước tiến tới phát triển vệ tinh thương mại với sự trợ giúp của công nghệ Nga trong tương lai. Ngoài ra, nó cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang ưu tiên quan hệ với Moscow hơn nước láng giềng Trung Quốc. Chuyên gia An Chan-in nhận định, Trung Quốc có thể bắt đầu gia tăng áp lực ngoại giao đối với Triều Tiên trong tương lai. Ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine và làm hư hại thêm 2 phi cơ khác khi tấn công vào căn cứ Mihorod ở vùng Poltava của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M. Phía Moscow đã công bố đoạn video ghi lại vụ tấn công cho thấy khói và lửa bốc lên từ một sân bay, bộ này cho biết. Kết quả của cuộc tấn công của Nga là 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-27 đang hoạt động đã bị phá hủy và 2 chiếc bị hư hại. Nga đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các sân bay của Ukraine ngay khi Kiev chuẩn bị tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Theo Gorzon, căn cứ bị tấn công nằm ở miền trung Ukraine, cách tiền tuyến khoảng 160 km. Nga đã khóa mục tiêu tấn công bằng cách sử dụng UAV trinh sát theo dõi các vũ khí trong căn cứ. Sau đó, Nga phóng tên lửa Iskander vào đầu đạn trùm. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat đã xác nhận về vụ tấn công. Trong một bài đăng trên Facebook, ông Ignat viết, đó là một cuộc chiến và thật không may là có sự mất mát về công nghệ. Vụ tấn công đã xảy ra tại đó. Lực lượng không quân đang làm mọi thứ có thể để chống lại đối thủ. Tuy nhiên, ông không bình luận về thông tin mà Nga công bố về thiệt hại của đối thủ. Các kênh Telegram của Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công và bày tỏ sự lo ngại khi Ukraine để UAV lảng vảng thời gian dài ở Mykolaiv. Nhân vật quan trọng trong nỗ lực phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, ông Sergei Sternenko phàn nàn trên kênh Telegram của mình rằng đã có thông tin trước về sự hiện diện của UAV Nga trên không. Tuy nhiên, không có biện pháp thích hợp nào được thực hiện, bắt đầu bằng sự sơ suất. Tiếp theo là việc thiếu nơi trú ẩn của các máy bay, ông cho biết thêm. Đã có ít nhất 2 cuộc tấn công tương tự nhằm vào sân bay này bằng UAV trinh sát trong 2 tuần qua. Kênh Telegram của Lữ đoàn tấn công Sofa Ukraine cũng chia sẻ về sự thất vọng về phòng không của phía Kiev. Lữ đoàn tấn công Sofa cho biết, trong gần 3 giờ, một chiếc Orlan 10 bay lượn trên thành phố ở độ cao khoảng 5 km nhằm tìm tọa độ tấn công cho các tên lửa. Iskander là một trong những vũ khí tấn công dẫn đường chính xác có giá trị nhất của Nga.
Loại vũ khí này đang được sử dụng để tấn công phản ứng nhanh, nhằm vào chính xác những loại mục tiêu nhạy cảm của đối phương. Kíp điều khiển tên lửa này sẽ nhận tín hiệu từ UAV và nhằm mục tiêu chính xác, gây ra hàng loạt thiệt hại lớn cho đối thủ. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày nếu ông được bầu lại làm Tổng thống. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 7, khi được yêu cầu phản hồi về tuyên bố của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, Đại sứ Vasily Nebenzia khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày. Theo đó, hồi tháng 5 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố họ đang lụi tàn, người Nga và người Ukraine. Tôi muốn họ ngừng điều này lại và tôi sẽ thực hiện điều đó. Tôi sẽ thực hiện điều đó trong vòng 24 giờ. Ông Trump nói rằng điều đó sẽ xảy ra sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi ông Trump tiếp tục lặp lại tuyên bố này trong suốt chiến dịch tranh cử, trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với Tổng thống Joe Biden. Ngày 27 tháng 6, ông Trump nói, nếu chúng ta có một tổng thống thực sự, một tổng thống biết và được ông Putin tôn trọng, ông ấy sẽ không bao giờ đưa quân vào Ukraine. Đại sứ Nebenzia nói rằng, cuộc xung đột đáng lẽ đã kết thúc vào tháng 4 2022 tại Istanbul, khi Moscow và Kiev tiến rất gần đến một thỏa thuận. Nga cáo buộc phương Tây phá hỏng quá trình này và gợi ý Kiev tiếp tục chống phá. Đại sứ Nebenzia nói rằng giờ đây, ông Zelensky đang chạy vòng quanh với cái gọi là kế hoạch hòa bình của ông ta. Tất nhiên, đó không phải kế hoạch hòa bình mà là trò cười. Dù tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ tháng trước, gần 80 quốc gia kêu gọi toàn vẹn lãnh thổ, Ukraine phải là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột, nhưng một số quốc gia đang phát triển không tham gia, Nga cũng không có mặt tại hội nghị này. Đại sứ Nebenzia nhắc đến đề xuất mà Tổng thống Putin đưa ra ngày 14 tháng 6 về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và bắt đầu đối thoại nếu Kiev rút quân khỏi 4 tỉnh mà Moscow đã sáp nhập năm 2022, đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Zelensky gạt bỏ điều mà ông gọi là tối hậu thư của nhà lãnh đạo Nga về từ bỏ lãnh thổ. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump không phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của đại sứ Nebenzia. Chiến sự hiện nay tập trung chủ yếu ở miền đông và nam Ukraine, nơi Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh đã sáp nhập. Ukraine vẫn đang chật vật ổn định tình hình tiền tuyến sau khi nguồn viện trợ quân sự quan trọng từ Mỹ bị đình trệ trong nhiều tháng. Nga tranh thủ giai đoạn Ukraine thiếu vũ khí để tấn công và đạt được một số kết quả. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đang tạo ra một kế hoạch mới mà phần lớn thế giới nên ủng hộ. Ông cũng tận dụng cơ hội lần này để lần đầu tiên thừa nhận thương vong lớn trên chiến trường. Trước tuyên bố này, chuyên gia phân tích quân sự Mỹ Mark Sleboda nhận định, trước đây, những bình luận của ông Zelensky vẫn được đưa ra theo kiểu có thể ra điều kiện với Nga, thì sự thay đổi trong giọng điệu có thể đại diện cho những bước đi thận trọng đầu tiên của Kiev hướng tới việc thừa nhận thực tế trên chiến trường. Chuyên gia Sleboda giải thích, việc ông ấy nói rằng ông ấy sẵn sàng nói chuyện với Nga thông qua một bên trung gian tại một thời điểm không được tiết lộ trong nhiều tháng tới. Tôi đoán đó là tiến triển, nhưng không nhiều. Có khả năng đây là bước đầu tiên, một bước tiến, hai bước lùi theo hướng đàm phán cuối cùng để chấm dứt xung đột. Tổng thống Zelensky đưa ra bình luận này không lâu sau khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình của ông thất bại, với việc Trung Quốc từ chối tham dự và một số quốc gia có ảnh hưởng bên ngoài phương Tây từ chối ký vào văn bản cuối cùng, bao gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út, trong khi Iraq và Sudan đã yêu cầu xóa chữ ký của họ ngày hôm sau khi họ ký. Chuyên gia Sleboda suy đoán, chắc chắn tôi nghĩ tuyên bố của ông Zelensky là đại diện cho việc muốn thoát khỏi cuộc chiến đang thất bại trước lực lượng Nga. Trong khi phần lớn toàn cầu đều cho rằng cần có đàm phán hòa bình thực sự để chấm dứt xung đột. Và có lẽ phát biểu mới của ông Zelensky là bước đi theo hướng đó. Sự thay đổi trong lời nói của ông Zelensky không chỉ phản ánh sự thất bại của cái gọi là hội nghị thượng đỉnh hòa bình, mà còn là thực tế trên chiến trường, nơi Ukraine thường xuyên bị mất đi nhiều vùng đất quan trọng.
Ngày 1 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ đã kiểm soát thêm Stepovaya Novoselovka ở khu vực Kharkov và Novoporovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donbass tự xưng. Học giả Sleboda lập luận rằng, ngay cả khi bình luận của Tổng thống Zelensky là một bước đi mang tính biểu tượng theo hướng của các cuộc đàm phán, thì nó cũng bị thúc đẩy bởi tình trạng tuyệt vọng trên chiến trường mà Kiev đang phải đối mặt. Một lần nữa, Ukraine đã chuyển những binh lính kỳ cựu khỏi Torez ở New York, chuyển họ đến Kharkov. Tất nhiên, Nga đã biết ngay về điều đó và đã phát động một cuộc tấn công và đã đạt được kết quả lớn. Bây giờ, lực lượng của Kiev đang liên tục xáo trộn và xáo trộn quân đội. Tuy nhiên, bất chấp bản chất mang tính biểu tượng lớn trong những bình luận của Tổng thống Zelensky, ông sẽ phải hành động thận trọng với các phe phái Bandurai, thuật ngữ dùng để chỉ phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraine, những người đã kiên định phản đối hòa bình kể từ khi họ vi phạm thỏa thuận Minsk. Các nhóm cực đoan dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine vẫn nắm giữ quyền lực đáng kể và có thể cố gắng lật đổ chính quyền Ukraine nếu họ thấy Tổng thống Zelensky thúc đẩy giải pháp hòa bình. Các nhóm này cũng có nhiều thứ để mất nếu mục tiêu phi phát xít hóa Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin được hoàn thành. Những vấn đề pháp lý giữa hai nước làm phức tạp thêm vấn đề. Năm 2022, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh bác bỏ mọi khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Putin. Sau khi Tổng thống Zelensky gia hạn nhiệm kỳ mà không cần bầu cử, ông Putin lập luận rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine và cho biết ông sẽ chỉ công nhận thẩm quyền của Quốc hội Ukraine. Chuyên gia Sleboda suy đoán rằng không có khả năng đàm phán giữa chính quyền Kiev và Nga. Moscow thực sự cần phải đàm phán với những người đại diện của chính quyền Ukraine, đó là Mỹ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn còn tại nhiệm. Ngày 1 tháng 7, kênh Telegram Mat tự nhận có liên hệ với cơ quan an ninh Nga, đưa tin các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev đã khiến 90% khu vực Belgorod, giáp biên giới với Ukraine, không có điện và nước. Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho biết, khoảng 90% khu vực Belgorod, bao gồm các thành phố Belgorod và Stary Otkon, hiện đang không có điện. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng thường là một phần trong chiến lược quân sự của Nga trong xung đột. Đầu tháng trước, tờ Financial Times công bố một báo cáo cho thấy Nga đã phá hủy hơn một nửa công suất phát điện của Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, phòng báo chí của công ty điện lực địa phương Belgorodenergo cho biết, do sự cố công nghệ gây ra bởi tác động bên ngoài nên có sự gián đoạn tạm thời trong việc cung cấp điện cho người tiêu dùng trong khu vực. Người đứng đầu vùng Kursk, ông Alexei Smirnov đã cảnh báo người dân rằng có thể sẽ có vấn đề về điện ở khu vực này sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông viết, do lỗi công nghệ trên đường dây truyền tải điện ở các khu vực lân cận, tình trạng thiếu hụt công suất điện có thể xảy ra ở khu vực Kursk. Cũng trong ngày 1 tháng 7, tờ báo Kommersant của Nga đưa tin, tại vùng lân cận Voronezh, nguồn cung cấp điện cũng bị hạn chế ở một số quận. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng 36 máy bay không người lái để tấn công các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk. Ukraine từ lâu đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Lực lượng Nga đã phóng máy bay không người lái Shahed-136 của Iran, còn được gọi là máy bay không người lái cảm tử, để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trên diện rộng trong suốt cuộc chiến. Những cuộc tấn công như vậy vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay, đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp cả nước, khiến người dân chìm trong bóng tối. Hồi đầu tháng 6 năm nay, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đánh giá rằng Nga đang gây ra thiệt hại đáng kể cho lưới điện của Ukraine, có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Kiev. Nhóm nghiên cứu cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể lâu dài cho lưới điện của Ukraine, và Ukraine được cho là sẽ phải đối mặt với tình trạng hạn chế năng lượng, thậm chí còn lớn hơn vào mùa hè năm 2024. Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công định kỳ, quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng để gây ra thiệt hại đáng kể trong thời gian dài, làm suy giảm khả năng chiến đấu của Ukraine, đồng thời tạo ra các điều kiện gây áp lực nhân đạo rõ rệt vào mùa đông năm 2024-2025. Ngày 1 tháng 7, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin, cổ phần tại một nhà máy sản xuất kẹo trước đây thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko đã được chuyển sang quyền sở hữu của chính phủ Nga sau quyết định của tòa án. Hồi tháng 2 năm nay, tòa án quận Otyavsky đã ra phán quyết ủng hộ việc quốc hữu hóa công ty bánh kẹo Rosen có trụ sở tại Lipetsk, miền Tây nước Nga. Công ty có liên quan tới ông Poroshenko đã bị điều tra về nghi án trốn thuế trong nhiều năm. Người đứng đầu cơ quan thừa phát lại Nga, Dmitry Aristov cho biết,
cổ phần của ông Poroshenko trong công ty cổ phần nhà máy bánh kẹo Lipet Rosen đã được chuyển giao cho nhà nước Nga. Theo cơ quan thừa phát lại, chủ sở hữu của Rosen bị cáo buộc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine và ủng hộ các chính sách chống Nga. Ông Poroshenko và con trai Alexei cũng bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên đất Nga. Tập đoàn Rosen mua lại nhà máy ở Lipet vào năm 2001. Năm 2014, hoạt động sản xuất bị đình chỉ do một vụ án hình sự khi giám đốc điều hành địa phương của công ty bị buộc tội âm mưu sử dụng trái phép nhãn hiệu đã đăng ký để thu thêm lợi nhuận. Nhà máy sau đó đã hoạt động trở lại và ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2017. Ông Poroshenko thành lập tập đoàn Rosen vào năm 1996 và sau đó cam kết bán tập đoàn bánh kẹo của mình nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông được bầu làm tổng thống Ukraine vào tháng 6 năm 2014 nhưng không tìm được người mua lại công ty. Vào tháng 1 năm 2016, ông Poroshenko đã chuyển cổ phần của mình trong tập đoàn sang một quỹ tín thác độc lập. Ông Poroshenko từng giữ chức tổng thống Ukraine từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019. Ông hiện là người đứng đầu Đảng Đoàn kết châu Âu, một đảng đối lập nhỏ với 27 ghế trong Quốc hội Ukraine, gồm 450 thành viên. Hồi tháng 4 vừa qua, ông Poroshenko cho biết ông có ý định ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine nhiệm kỳ tới. Mới đây, nhà báo chuyên mục quốc tế tạp chí Mỹ National Interest, ông Benjamin Giner cho biết lịch sử đã chỉ ra rằng việc cho rằng đối thủ đang lừa gạt về ranh giới đỏ của mình có thể dẫn đến những sai lầm đắt giá hoặc thậm chí là thảm khốc đối với bất cứ quốc gia nào. Theo ông, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn ngày càng khốc liệt hơn và ngày càng rõ ràng rằng các quan chức Kiev và đồng minh của họ, đứng đầu là Mỹ, có xu hướng leo thang hơn là chấm dứt xung đột. Nhà báo này đặt câu hỏi, không rõ tại sao Washington ngày càng tự tin vào sự miễn nhiễm của mình trong các hành động gây hấn với Nga ở Ukraine, hay là họ nghĩ rằng Điện Kremlin sẽ không dám hiện thực hóa những lời cảnh báo của mình. Chính quyền Mỹ đang điều lĩnh thực hiện những bước đi leo thang ngày càng nguy hiểm, ví dụ như cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Có lẽ bởi họ tin rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ không dám biến những cảnh báo của mình đối với phương Tây thành một hành động đáp trả khủng khiếp. Chính suy nghĩ sai lầm này của Washington đã làm tăng căng thẳng và có tác dụng tích lũy mâu thuẫn có tính chất bùng nổ đối với Moscow. Chuyên gia này nhận định, theo quan điểm của chính quyền của Tổng thống Joe Biden, có vẻ như các nhà lãnh đạo chính trị có xu hướng hù dọa đối phương bằng những lằn ranh đỏ của họ, nhưng điều này là hoàn toàn sai. Theo giải thích của nhà chiến lược quân sự và hạt nhân nổi tiếng Bernard Brody, các quốc gia thường không hù dọa đối phương khi đưa ra những lời đe dọa mà họ cho là liên quan đến những lợi ích có tính sống còn. Trên thực tế, có rất nhiều bài học trong suốt lịch sử cho thấy sự hiểu lầm về leo thang này đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc như thế nào. Thật không may là giờ đây, các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích của Mỹ lại đi theo vết xe đổ này khi họ tin rằng Moscow sẽ không thực hiện lời hứa của mình khi nói đến việc sử dụng tất cả các loại vũ khí để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sai lầm của các chính trị gia ở Washington giống như đang tự cài đặt một quả bom hạt nhân hẹn giờ lơ lửng trên đầu nước Mỹ. Chuyên gia Benjamin Giner khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách và phân tích của Mỹ nên cẩn thận khi diễn giải các tín hiệu gửi tới phương Tây từ Moscow, bởi không giống như Mỹ, Nga không hề nói khoác đi đề cập đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc mình. Nhưng bất chấp điều này, quá trình chính khách ở Washington đang kêu gọi Mỹ tiếp tục phá vỡ các ranh giới đỏ của Nga và không ngừng leo thang xung đột ở Ukraine. Với mức đặt cược quá cao và rủi ro cực lớn, Mỹ phải cẩn thận để không mất hết những lợi ích cốt lõi của mình. Ngày 1 tháng 7, cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố đã bắt giữ một nhóm nghi phạm được cho là đang lên kế hoạch kích động tình trạng bất ổn ở Kiev, lật đổ quyền lực và chiếm nhà quốc hội. Thông báo của cơ quan an ninh Ukraine cho biết, một nhóm nghi phạm chưa xác định số lượng thành viên bị cáo buộc âm mưu gây bạo loạn ở thủ đô Ukraine sau ngày hiến pháp 28 tháng 6. Theo cơ quan an ninh Ukraine, âm mưu đảo chính đã được lên kế hoạch dưới vỏ bọc Hội đồng Nhân dân ở trung tâm Kiev. Nhóm này được cho là sẽ tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của giới quân sự và chính trị hiện tại của Ukraine. Sau đó, họ cố gắng chiếm tòa nhà quốc hội và ngăn chặn hoạt động của quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada. Theo cơ quan an ninh Ukraine, thông qua những hành động này các nghi phạm hy vọng sẽ làm suy yếu tình hình chính trị và xã hội. Điều này sẽ có lợi cho Nga. Cơ quan an ninh Ukraine xác định nhóm này được lãnh đạo bởi nhà đồng sáng lập một tổ chức phi chính phủ, tổ chức nổi tiếng với các hành động chống Ukraine kể từ năm 2015. Cơ quan an ninh Ukraine vẫn chưa công bố tên kẻ chủ mưu, song khẳng định có đồng phạm ở Kiev, Dnipropetrovsk và các vùng khác của Ukraine. Cùng với việc bắt giữ nghi phạm,
cơ quan an ninh Ukraine còn thu vũ khí, đạn dược, máy tính và thiết bị liên lạc trong quá trình khám xét những nơi có liên quan đến các nghi phạm này. Tội danh mà nhóm nghi phạm này đang bị điều tra bao gồm âm mưu dùng vũ lực, cướp chính quyền, lật đổ trật tự hiến pháp Ukraine. Tội danh này có thể bị phạt tù lên đến 10 năm cùng với việc tịch thu tài sản. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin nước này đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay. Hiện tại, ông Volodymyr Zelensky đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine, nhưng chưa tổ chức bầu cử với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật do xung đột với Nga. Ngày 1 tháng 7, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố Moscow coi công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra không phải khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào, mà nước này thậm chí không hề thảo luận về công thức đó. Ông Nebenzia nói, chúng tôi thậm chí không bàn luận đến việc giải quyết vấn đề dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky. Nhà ngoại giao Nga cho biết, Moscow không coi công thức hòa bình mà Ukraine đưa ra là khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào giữa Nga và Ukraine. Ông Nebenzia cũng bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có khả năng chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Nebenzia nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng Ukraine không thể giải quyết trong một ngày. Theo Điện Kremlin, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine do chính quyền tiềm năng của ông Trump đưa ra sẽ phải phản ánh thực tế thật sự. Nga cũng nêu rõ, nước này luôn để ngỏ đàm phán để chấm dứt xung đột với Ukraine. Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống sáng giá của Đảng Cộng hòa Mỹ, nhiều lần khẳng định có thể giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử vào cuối năm này. Ngày 22 tháng 6 tại sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia, Pennsylvania, cựu Tổng thống Mỹ nói, ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống và trước khi bước vào phòng bầu dục, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến thứ ba nếu trở lại Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông Steven Cheung cũng cho biết, cựu Tổng thống Trump là chính khách và nhà đàm phán hiệu quả nhất trong lịch sử. Ông ấy sẽ giải quyết xung đột này khi đắc cử. Ông Trump không nêu cụ thể kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine, nhưng ông cho biết sẽ gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Zelensky đàm phán. Một số nguồn tin tiết lộ, ông Trump được cho là sẽ buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ nhất định về lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga, điều mà Kiev luôn bác bỏ. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ, nếu ý tưởng là từ bỏ lãnh thổ của chúng tôi, thì đó là một ý tưởng tồi. Điều này sẽ không góp phần vào hòa bình ở Ukraine hoặc giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phủ nhận. Về phần mình, trong cuộc tranh luận trực tiếp với Tổng thống Joe Biden tuần trước, ông Trump cho biết ông không coi đề xuất hòa bình Ukraine mà Tổng thống Putin đưa ra mới đây là chấp nhận được. Theo đề xuất này, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Mới đây, các nguồn giám sát của Ukraine, các trang công khai bán quân sự đưa tin và thậm chí cả Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thừa nhận rằng việc quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Torres ở lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo các nhà phân tích từ cổng thông tin Deep State, nơi công bố bản đồ khu vực có những thay đổi về tình hình hoạt động quân sự của cả hai bên, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã tiến sâu vào khu vực này của mặt trận. Các nhóm quân chiến đấu của Nga đã nắm quyền kiểm soát một phần làng Pipdene, Zunoze và đến gần làng Pipnikne, Sivanoze, tấn công khu định cư New York, Novgorod từ phía Bắc và từ phía Đông, thành phố Torres, Dezhin và cắt đứt sự liên hệ giữa chúng. Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo mới nhất của mình đã thông báo rằng 15 cuộc tấn công của quân đội Nga được ghi nhận theo hướng Torres mỗi ngày. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 14 trong số 15 cuộc tấn công đó, chỉ còn một cuộc tấn công vẫn chưa bị bẻ gãy. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Bộ Chỉ huy Ukraine luôn có xu hướng phóng đại kết quả quân sự của mình và hạ thấp thành tích của quân đội Nga. Chỉ đến khi nào kết quả thắng bại đã rõ ràng thì họ mới thừa nhận. Được biết, ngày 19 tháng 6, quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào thị trấn Torres và các hoạt động tấn công vẫn tiếp tục và đang phát triển. Vòng vây vào thị trấn này vẫn đang từ từ khép lại, khi lực lượng vũ trang Nga đang tấn công từ phía đông và phía nam. Tại khu vực này, trong suốt 10 năm, quân đội Ukraine đã tạo ra một hệ thống phòng thủ khổng lồ. Hệ thống này sẽ cần thời gian để phá vỡ.
Do đó, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Torez sẽ vẫn còn kéo dài. Theo giới phân tích, quân đội Nga sẽ không vội vàng đánh ồ ạt vào Torez mà sẽ sử dụng chiến thuật gặm nhấm, lần lượt tấn công nhằm giành quyền kiểm soát hết các làng mạc ngoại vi thị trấn này rồi từ từ khép chặt vòng vây, biến Torez trở thành một Bakhmut hoặc Avdiivka thứ hai ở vùng Donetsk. Ngày 2 tháng 7, trong một lá thư gửi Quốc hội trước cuộc chuyển giao chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết chính phủ nước này đã cấp các giấy phép cần thiết để bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine. Vì lý do an ninh, Bộ trưởng Ollongren từ chối nêu rõ số lượng máy bay sẽ được chuyển cho Ukraine trong đợt bàn giao đầu tiên này, cũng như chính xác thời gian khi nào chúng sẽ đến Ukraine. Hà Lan là một trong những động lực thúc đẩy Liên minh quốc tế cung cấp F-16 cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này trước các đòn tấn công của Nga. Tháng 4 năm nay, bà Ollongren cho biết Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ bắt đầu quá trình bàn giao F-16 cho Kiev trong vòng vài tháng tới. Trước đó, Hà Lan đã chuyển các máy bay F-16 đến một cơ sở huấn luyện ở Romania để hỗ trợ huấn luyện cho phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine. Nga cảnh báo sẽ phá hủy các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, thậm chí cả những chiếc F-16 đồn trú bên ngoài biên giới Ukraine và dùng để tấn công Nga. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của Liên minh quân sự này. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Lavrov cảnh báo, những máy bay này cũng sẽ bị phá hủy như những vũ khí khác mà NATO đã cung cấp cho Ukraine. Gần đây, Moscow được cho là đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào sân bay của Ukraine khi Kiev chuẩn bị tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16. F-16 là máy bay chiến đấu phản lực đa năng do General Dynamics và Lockheed Martin chế tạo, được khai sinh bởi một chương trình nhằm tìm kiếm mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ, một người lái, một động cơ cho không quân Mỹ đầu những năm 1970. Nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm thành công với hơn 4.500 chiếc đã được chế tạo từ năm 1976, song hành cùng tiêm kích F-15 Eagle. F-16 có buồng lái gắn kính hình bong bóng, hoàn toàn không có điểm mù, vị trí thanh điều khiển thuận lợi cho tác nghiệp trong điều kiện trọng lực cao, ghế nghiêng 30 độ giúp giảm hiệu ứng trọng lực lên phi công. Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên có thiết kế chống lại trọng lực quay vòng, là một trong số ít máy bay phản lực có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn hơn 1, nhờ đó có khả năng tăng tốc rất tốt. Dù không được trang bị thêm, F-16 vẫn giữ một vai trò quan trọng trong không quân Mỹ hiện nay và tương lai gần và vẫn được chế tạo cho xuất khẩu. F-16 có chiều dài 15m, sải cánh 9,96m, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550km, tầm bay khoảng 4.200km khi mang bình xăng phụ, tuy chỉ có một động cơ. Nhưng máy bay có thể đạt vận tốc trên Mach 2, lấy độ cao 15.240m trên 1 phút, có khả năng đánh chặn tốt. Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải, nhiều loại bom dẫn đường thông minh khác. Cùng một pháo Gatling 6 nòng cỡ nòng 20mm với cơ số đạn 511 viên để không chiến tầm gần. Tuy là tiêm kích hạng nhẹ, nhưng tải trọng vũ khí của F-16 lên tới 7,7 tấn, vượt cả tiêm kích hạng nặng Su-27 của Nga, gần bằng Su-35 8 tấn. F-16 đã tham gia chiến dịch 1991 khi khả năng đa nhiệm của F-16 được thể hiện bằng việc làm tê liệt hoàn toàn mạng lưới phòng không của Iraq, từ diệt radar đến đánh chặn, tiếp theo là tuần tra các vùng cấm bay tại nước này. Sau đó F-16 được Liên quân sử dụng trong cuộc chiến tại Balkan và không kích Nam Tư. Các quốc gia mua F-16 còn tích hợp các thiết bị chuyên dùng cho các nhiệm vụ riêng biệt như thiết bị gây nhiễu điện tử ECM, thiết bị dẫn bắn cảm biến, đảm bảo cho F-16 tiếp tục hiện diện trong môi trường không chiến với các đòi hỏi ngày càng cao. Tướng Israel Isaac Brick mới đây tiết lộ, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối lời đề nghị từ Ukraine để hỗ trợ nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ thiết bị bay không người lái UAV phóng từ Liban. Theo ông Brick, Kiev đã cung cấp cho Tel Aviv thông tin có thể hỗ trợ nước này đối phó với mối đe dọa từ UAV, đồng thời mời quân đội Israel học hỏi từ lực lượng vũ trang Ukraine về cách đối phó UAV. Tướng Brick cho biết, quân đội Israel tỏ ra không quan tâm đến lời đề nghị của Ukraine. Điều này cho thấy có thể Israel đã đánh giá thấp mức độ đe dọa do UAV của Hezbollah gây ra. Bên cạnh đó,
kênh 12 của Israel đưa tin, Ukraine đã lên kế hoạch mời các chuyên gia Israel nghiên cứu UAV và thử nghiệm hệ thống chống UAV để đổi lấy các công nghệ tiên tiến mà Israel dường như không muốn cung cấp. Nguồn tin này cho biết thêm rằng Israel đã bỏ qua nhiều lời đề nghị từ Ukraine và không coi trọng chúng. Vài ngày trước, tờ báo Haaretz của Israel đã đưa tin về mối đe dọa ngày càng tăng mà UAV của Hezbollah gây ra cho Israel, lưu ý đến thành công của nhóm vũ trang này trong việc thách thức hệ thống phòng không của lực lượng phòng vệ Israel. Trong một bài viết của phóng viên quân sự Yaniv Kubovic, tờ Haaretz xác nhận, quân đội Israel vẫn chưa tìm ra cách phù hợp để đối phó với mối đe dọa từ UAV của Hezbollah, vốn đang gây ra sự tàn phá lớn ở phía Bắc, gây ra cảm giác mất an toàn của hàng chục nghìn người sơ tán, những người sợ phải quay trở lại. Haaretz dẫn nguồn tin an ninh cấp cao của Israel thừa nhận rằng khả năng của Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công chính xác và bất ngờ theo nhiều hướng, kết hợp hỏa lực pháo binh, UAV và tên lửa hành trình tạo thành mối đe dọa thực sự đối với hệ thống phòng không của Israel. Đề cập đến các mối đe dọa và khả năng của Hezbollah, ông Brick cảnh báo rằng Israel đang đối mặt với một thảm họa trong bất kỳ cuộc chiến quy mô lớn nào với Hezbollah. Truyền thông Israel đang ngày càng đưa tin nhiều hơn về mối đe dọa từ UAV của Hezbollah khi nhóm này tiếp tục các cuộc tấn công của mình, đặc biệt là chiến dịch trên không, nhằm vào những mục tiêu ở Israel như một phần của sự hỗ trợ đối với người dân Palestine ở dải Gaza và đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban. Ngày 1 tháng 7, Na Uy tuyên bố chặn kế hoạch bán mảnh đất thuộc sở hữu tư nhân cuối cùng trên quần đảo chiến lược Svalbard ở Bắc Cực nhằm ngăn chặn nguy cơ bị các tác nhân nước ngoài như Trung Quốc mùa lại. Theo đó, bất động sản Svalbard rộng 60 km2 ở quần đảo Svalbard có tầm quan trọng đáng kể về môi trường, khoa học và kinh tế đã được giao bán với giá 300 triệu euro, tương đương 326 triệu đô la Mỹ. Mảnh đất Svalbard được công nhận trong hiệp ước Svalbard ký năm 1920. Hiệp ước này công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo Svalbard, nhưng cũng trao cho công dân của các cường quốc ký kết hiệp ước vốn gần 50 quốc gia bao gồm cả Nga và Trung Quốc các quyền tương tự để khai thác tài nguyên khoáng sản ở đây. Quần đảo Svalbard nằm giữa đất liền Na Uy và Bắc Cực, nơi đã gây ra tranh luận về biến đổi khí hậu và là tâm điểm căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc toàn cầu đang mong muốn khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực. Bắc Cực còn là nơi lý tưởng để kiểm soát các tuyến hàng hải và giao thông hàng không ở Bắc Băng Dương. Hiện có gần 3.000 người sinh sống trên 9 hòn đảo chính của Svalbard, nơi có trường đại học tư trung tâm đại học UNIT và nổi tiếng với khu vườn ươm hạt giống toàn cầu Svalbard. Hiện nay, hầu hết tất cả tài sản khác trên Svalbard đều thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Na Uy hoặc Nga. Chẳng hạn như việc Moscow đã duy trì các cộng đồng khai thác than ở Svalbard thông qua công ty nhà nước Chut Aktikungol trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Na Uy vốn mong muốn bảo vệ chủ quyền của mình, không có thiện cảm với tài sản thuộc quyền kiểm soát của nước ngoài. Do đó, chính phủ Na Uy vốn đang sở hữu 99,5% Svalbard, tuyên bố hầu hết đất đai, bao gồm cả mảnh đất Svalbard, các khu vực được bảo vệ nơi xây dựng và vận tải cơ giới, cùng nhiều thứ khác, đều bị cấm mua bán. Chính phủ nước này hôm 1 tháng 7 ra tuyên bố việc mua bán mảnh đất Svalbard sẽ cần có sự chấp thuận của chính phủ nước này theo luật an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Cecily Misset bày tỏ lo ngại. Các chủ sở hữu hiện tại của Svalbard lại sẵn sàng bán cho những bên có thể thách thức luật pháp Na Uy ở Svalbard. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh thêm rằng việc này có thể làm xáo trộn sự ổn định trong khu vực và có khả năng đe dọa lợi ích của Na Uy. Vào năm 2016, chính phủ Na Uy cũng từng quyết định trả 33,5 triệu euro để mua lại mảnh đất do tư nhân nắm giữ nhằm tránh nguy cơ nó rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc. Nhưng người sở hữu mảnh đất Svalbard trích dẫn hiệp ước năm 1920 để lập luận rằng chủ sở hữu có thể khai thác và phát triển tài sản của mình. Ngày 1 tháng 7, sau khi tòa án tối cao ra phán quyết liên quan đến quyền miễn trừ truy tố của ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tòa án tối cao ra phán quyết về quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Chủ nhân Nhà Trắng bình luận, nước Mỹ ra đời trên nguyên tắc không có vua. Mỗi người trong chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai được đứng trên pháp luật, kể cả Tổng thống. Tuy nhiên, điều này về cơ bản đã thay đổi. Theo ông, phán quyết của tòa án có nghĩa là hiện nay hầu như không có giới hạn nào đối với những gì một Tổng thống có thể làm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, đó là tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực sẽ không còn bị pháp luật ràng buộc nữa.
đề cập đến vụ việc năm 2021 khi ông Trump bị cáo buộc xúi người ủng hộ xông vào nhà Quốc hội, ngăn công nhận kết quả bầu cử, ông Biden nói. Người đàn ông đã đưa đám đông tới điện Capitol đang phải đối mặt với khả năng bị kết án hình sự vì những gì đã xảy ra hôm ấy. Người dân bị xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới, nhưng với phán quyết hôm nay, điều đó rất khó xảy ra. Trước đó cùng ngày, tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng mặc dù cựu tổng thống này được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động mà ông thực hiện trong thẩm quyền hiến pháp của mình, nhưng ông không được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động được thực hiện với tư cách cá nhân. Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước Mỹ vào thế kỷ 18, tòa án tối cao Mỹ tuyên bố rằng các cựu tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự trong mọi trường hợp. Chánh án John Roberts đã công bố phán quyết mang tính bước ngoặt thay mặt cho đa số 6 thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ. Ba thẩm phán tự do của tòa án không đồng tình. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới, bác bỏ yêu cầu về quyền miễn trừ của ông. Ông Trump là ứng cử viên Đảng Cộng hòa thách thức Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào ngày 5 tháng 11. Việc tòa án xử lý chậm chạp vụ án bom tấn này đã giúp ông Trump bằng cách khiến cho bất kỳ phiên tòa nào về những cáo buộc này do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra khó có thể được hoàn thành trước cuộc bầu cử. Ông Trump đã lập luận rằng ông được miễn truy tố vì ông đang giữ chức vụ Tổng thống Mỹ khi được thực hiện các hành động dẫn đến cáo buộc. Trong khi đó, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã phản đối quyền miễn trừ truy tố của Tổng thống dựa trên nguyên tắc không ai đứng trên luật pháp. Trong các cuộc tranh luận vào ngày 25 tháng 4 về vụ án, nhóm pháp lý của ông Trump đã kêu gọi các thẩm phán bảo vệ hoàn toàn cựu Tổng thống này khỏi các cáo buộc hình sự, quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hành vi được thực hiện khi ông đang tại chức. Luật sư của ông Trump cho biết nếu không có quyền miễn trừ, các tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ phải đối mặt với tình trạng tống tiền của các đối thủ chính trị do nguy cơ bị truy tố trong tương lai. Ông Donald Trump, 78 tuổi, là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, đồng thời là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự.